Hi, chào các bạn đã quay trở lại với kênh Em English. Hôm nay mình sẽ trở lại với một cái chủ đề mới, đó là về việc mình sẽ nói về cái công ty nước ngoài và công ty tư nhân tại Việt Nam, thì hai loại hình công ty này nó sẽ khác nhau như thế nào dưới góc nhìn của một nhân viên làm việc đã từng trải qua hai môi trường này như mình. Thì video này mình chỉ mang hình thức là chia sẻ những cái trải nghiệm mà mình đã từng có cho các bạn, để mà các bạn có thể có được một cái bài học, hoặc là các bạn có thể tìm hiểu nhiều hơn về các loại hình công ty này nếu như các bạn đang quan tâm ha. Và để tài trợ cho video ngày hôm nay thì mình xin giới thiệu một sản phẩm. Đây là dừa dứa. Dừa dứa không phải là cái tên loại dừa mà có mùi dứa nha các bạn, mà là dừa dứa là loại nước ép mà mình đã ép vào sáng nay. Thì nước ép này là bao gồm trái dứa. Trái dứa thì nó sẽ có màu vàng, và nước dừa thì nó sẽ có màu trắng, và hòa với nhau thì nó sẽ tạo nên cái màu như thế này. Cái loại nước ép này á, thì mình rất là thích uống nha. Tại vì sao các bạn? Nói chung là đang trong mùa hè thì cái thời tiết nó rất là nóng nực. Thì nếu như mà bạn có loại nước ép này á, các bạn bỏ đá vào thì uống rất là tuyệt ha. Và ngoài ra thì các bạn biết là dứa nó sẽ có vị hơi chua nè, dừa thì nó sẽ có vị ngọt, nó sẽ hòa hợp với nhau nên các bạn không cần uống đường, nó sẽ rất tốt cho cơ thể của mình. Ok, mình hy vọng rằng trong cái video này hôm nay á, các bạn có thể thử làm cái loại nước ép này, và vừa uống nước ép này và vừa xem video của mình. Ok, mình sẽ thưởng thức nó sau khi mà mình làm cái video này xong cho các bạn. Trở lại với video thì mình sẽ nói về cái vấn đề là công ty tư nhân Việt Nam và công ty có vốn đầu tư nước ngoài nó sẽ khác nhau như thế nào. Thì đầu tiên, cái hình thức khác đầu tiên nhất là về lương. Thì trải qua hai môi trường làm việc khác nhau á, thì mình cảm thấy rằng mức lương của hai loại hình công ty này á, nó mang tính chất rất là cạnh tranh. Cạnh tranh ở đây á, có nghĩa là công ty sẽ trả cho nhân viên một cái mức lương hợp lý dựa trên cái năng lực của họ. So với những cái công ty khác thì người ta sẵn sàng chi trả, có nghĩa rằng cái mức lương ở đây giữa hai môi trường này thì mình cảm thấy rằng nó không có sự khác biệt về mấy. Nó không có sự khác biệt vì tại vì các bạn biết là các công ty nước ngoài hoặc là công ty tư nhân đó, khi mà người ta trả lương cho nhân viên đó, người ta đều phân cấp, đều phân bậc hết, thì người ta sẽ có một cái mức lương hợp lý cho từng cái bậc cấp và kinh nghiệm của các bạn. Và nó sẽ cái mức lương bạn như thế nào đó, nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều vào cái việc mà các bạn bắt đầu phỏng vấn. Rồi bây giờ mình tóm lại rằng là mức lương của hai môi trường này là không khác biệt nha. Vậy thì nó khác biệt ở chỗ nào? Thì theo mình nó khác biệt ở hình thức mà người ta sẽ làm trên về mặt hợp đồng giấy tờ của các bạn. Có nghĩa rằng trên lương thực tế của các bạn là 12 triệu đi, nhưng mà khi mà người ta làm hợp đồng lao động của các bạn, người ta chỉ ghi là tầm khoảng 3 hoặc 4 triệu thôi. Vậy ghi như thế để làm gì? Để người ta trốn thuế đó các bạn. Thì rất là nhiều công ty tư nhân Việt Nam người ta áp dụng cái hình thức này. Còn đối với những công ty nước ngoài á, thì người ta sẽ không dám làm điều này đó các bạn. Tại vì các bạn tưởng tượng đi, nếu mà một người lạ họ đến nước mình, họ đầu tư kinh doanh thì bắt buộc họ phải tuân theo những cái quy luật của nước mình. Còn không thì họ sẽ gặp rào cản rất là lớn. Còn đối với những người mà gọi là công ty tư nhân mà ở Việt Nam á, là người Việt Nam á, thì người ta sẽ biết được những cái ngóc ngách, người ta sẽ có mẹ đỡ đầu vân vân, thì người ta sẽ dễ dàng trốn thuế thôi. Thì nếu như cái trường hợp này xảy ra thì các bạn sẽ như thế nào? Thì mình xin nói rằng nếu như mà cái hình thức khai thuế nó không có xác thực trên cái mức lương của bạn á, thì về cái bảo hiểm xã hội thì sau này khi mà các bạn thất nghiệp hay là cần một số tiền từ bảo hiểm xã hội thì nó sẽ được tính dựa vào cái lương mà người ta ghi trong hợp đồng lao động của bạn, trong cái tờ giấy bảo hiểm xã hội của các bạn. Thì với cái mức lương mà 3 hoặc 4 triệu đó nó không đúng với thực tế, thì tất nhiên rằng cái mức lương sau này các bạn nhận được từ bảo hiểm xã hội trợ cấp thì sẽ dựa theo cái phần trăm của cái số tiền mà 3 và 4 triệu. Rồi còn đối với những công ty nước ngoài thì thật sự là người ta không dám, nên người ta có một cái chính sách lương cho nhân viên rất là rõ ràng, và những cái bank slip rất là rõ ràng, và thường người ta sẽ chuyển khoản qua cái tài khoản ngân hàng của các bạn, chuyển lương qua tài khoản ngân hàng của các bạn. Và các bạn biết đó, rằng thì đồng nghĩa với cái việc là lương các bạn nhận trên thực tế nó giống như là trong cái hợp đồng lao động đó, thì sau này bảo hiểm xã hội của các bạn đó, sẽ được chi trả một cách hợp lý đúng theo năng lực của bạn. Và còn một điều trở ngại nữa, nếu như mà lương nó không đúng trên hợp đồng lao động đó, thì sau này các bạn
có muốn tìm kiếm cái cơ hội để mà đi nước ngoài hoặc hoặc là các bạn làm visa du lịch vân vân thì nó sẽ rất là khó khăn trong cái việc mà các bạn phải chứng minh tài chính, có nghĩa là cái mức lương mà các bạn hiện tại đang có là 3 hoặc 4 triệu thì nó sẽ không không đủ khả năng để người ta chứng minh tài chính cho các bạn. Thì buộc các bạn phải chứng minh thêm rằng mình có nhà cửa, đất đai rồi như thế nào đó thêm nữa thì nó sẽ gây khá nhiều trở ngại. Và ngoài ra các bạn nhớ là khi mà lãnh lương á, thì điều 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 kiện để mà hợp lệ nhất đó là các bạn nên nhận tiền qua ngân hàng để làm gì? Để sau này các bạn cần những cái giấy tờ visa hay là muốn đi du lịch hay gì đó thì các bạn sẽ in những cái gọi là sao kê, những cái thông tin mà các bạn nhận lương từ nơi nào ra hàng tháng để các bạn chứng minh đó, thì nó sẽ dễ dàng hơn trong cái việc các bạn làm giấy tờ. Thì đó là chia sẻ về hình thức lương. Các bạn nhớ là lương đó, giữa hai cái công ty này nó sẽ không có sự khác biệt với nhau ha. Các bạn kinh nghiệm bao nhiêu thì người ta sẽ trả các bạn bấy nhiêu. Rồi, vấn đề thứ hai mình nói đây là về môi trường làm việc. Thì các bạn biết đó, về môi trường làm việc đó, thì đương nhiên rằng những cái công ty nước ngoài đó, thì họ sẽ có cái môi trường làm việc nó gọi là nó năng động hơn. Rồi các bạn sẽ có được nhiều cơ hội cho việc các bạn phát triển. Chẳng hạn như môi trường làm việc công ty nước ngoài thì các bạn sẽ được gặp nhiều người bạn hoặc là sếp của các bạn là người nước ngoài, thì các bạn sẽ có cái cơ hội để mà phát triển vốn tiếng Anh của mình. Và ngoài ra thì cái môi trường làm việc của công ty nước ngoài nó cũng khá là năng động và nó mang tính chất là cộng đồng, tính chất là hợp tác nhiều hơn. Và các bạn sẽ có thêm thêm nhiều mối quan hệ hơn ha. Và môi trường làm việc ở công ty tư nhân Việt Nam là như thế nào? Thì mình đã từng làm việc cho một công ty tư nhân thì thật sự là nếu mà quan hệ người Việt với nhau á, thì có một số nơi rất là tốt nhưng mà có một số nơi thì mang tính cạnh tranh rất là cao. Chẳng hạn như người ta sẽ không chia sẻ những kiến thức của người ta biết cho bạn, rồi hoặc là người ta sẽ đối xử không tốt nếu như mà bạn giỏi hơn người ta, rồi có rất là nhiều thứ trong đó và nó buộc bạn phải thay đổi cả con người của bạn luôn. Thì đối với cái việc mà mang tính cạnh tranh á, thì có nghĩa rằng mình nghĩ rằng đối với công ty Việt tư nhân Việt Nam á, mang tính cạnh tranh á, thì mình nghĩ rằng các bạn sẽ có được cái môi trường để mà chúng ta rèn luyện bản thân mình tốt hơn sau khi chúng ta muốn quyết định chuyển sang một cái môi trường khác. Thì các bạn cũng nên 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 thử ha. Thì mình đã từng làm việc, đã từng là nhân viên, đã từng đi làm cũng khá là nhiều công ty nên mình cũng hiểu rằng cái việc cạnh tranh là điều tất tất yếu. Nó chỉ rèn luyện các bạn trở thành một cái con người khác tốt hơn và có sức chịu đựng bền bỉ hơn. Ok, thì cái vấn đề ở môi trường làm việc ở đây á, thì đối với công ty nước ngoài các bạn sẽ có nhiều cơ hội phát triển tiếng Anh và giao lưu. Còn đối với công ty Việt Nam á, thì cái môi trường làm việc nó sẽ ít có cơ hội hơn. Rồi vấn đề thứ ba mình nói là về phúc lợi của nhân viên. Thì các bạn biết là nếu các bạn làm việc cho công ty tư nhân á, thì ngày nay á, phúc lợi của nhân viên người ta cũng 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 gọi là cũng thay đổi rồi, người ta cũng rất là tốt. Thường thì người ta sẽ có những chuyến du lịch trong một năm, rồi người ta sẽ có những cái phúc lợi về cơm nè, rồi đồng phục vân vân. Thì đó là những cái phúc lợi mà nhân viên thì tất tất ra sẽ được hưởng. Thì mình thấy rằng công ty tư nhân Việt Nam hiện nay rất là tốt. Nhưng nếu mà bạn muốn bay cao bay xa hơn thì bạn có thể chọn làm việc tại những cái công ty nước ngoài. Chẳng hạn như công ty của mình hiện nay á, thì mình được một cái phúc lợi cho nhân viên á, là về ăn cơm là người ta sẽ chi trả tiền ăn cơm cho mình. Rồi ngoài ra thì một năm á, mình sẽ được 500 đô sinh để mà đi du lịch nước ngoài, miễn là thuộc khách sạn của tập đoàn của công ty thì mình sẽ được book phòng miễn phí. Rồi ngoài ra thì còn có những cái hoạt động tình nguyện, rồi những cái chương trình du lịch hoặc là những cái chương trình mà fan club cho nhân viên nữa. Thì mình cảm thấy rất là may mắn và rất rất là vui khi mà được là một phần nhưng được được đóng góp một phần bản thân vào cho công ty này. Thì mình thấy rằng môi trường làm việc công ty nước ngoài á, thì người ta sẽ có nhiều cơ hội để cho bản thân phát triển hơn. Và cái chế độ chính sách thì nó rất là tốt ha. Còn nói chung là nếu mà chấm về phúc lợi thì mình thấy rằng công ty tư nhân á, thì sẽ được 7 điểm, còn công ty nước ngoài thì sẽ hơn chút xíu là 8 điểm. Tiếp tục là về cái cơ hội phát triển thì mình đã nói rồi, cơ hội phát triển á, khi mà bạn làm việc trong môi trường nước ngoài á, thì bạn sẽ có nhiều cơ hội để mà giao tiếp nè,
rồi có thể được đi du lịch nước ngoài nữa, rồi bạn sẽ có thêm nhiều cái kiến thức khác. Thì mình nghĩ rằng trong cái video này á, thì các bạn sẽ nhận ra được rằng cái môi trường nước ngoài và cái môi trường làm việc nó ở Việt Nam nó sẽ khác nhau ở chỗ nào ha, trong những cái phần tiếp theo bên dưới. Và mình cũng muốn nói về cái hệ thống, thì theo các bạn biết rằng hệ thống của công ty tư nhân Việt Nam á, thì mình lấy ví dụ nha, bên mình làm việc cho khách sạn thì cái hệ thống của công ty tư nhân á, thì đối với những khách sạn mà đang làm việc tại Việt Nam thì người ta sẽ dùng những cái hệ thống mà mang tính gọi là mang tính cục bộ, hoặc là mang tính vùng thôi, có nghĩa là chỉ là ở Việt Nam thôi. Còn đối với hệ thống của những công ty nước ngoài á, có nghĩa là những cái đó là thuộc về tập đoàn thì nó sẽ mang tính rộng hơn, có nghĩa là hệ thống đó nó sẽ là online chứ không còn là offline nữa, và nó sẽ bao quát hơn, rồi cái hệ thống nó hiện đại hơn. Thì mình lấy một ví dụ, ngày xưa mình làm cho một cái công ty tư nhân thì cái hệ thống họ họ không có được tân tiến, nên bắt buộc cái công việc của một người reservation đó, access admin đó, là chỉ là làm công việc giống như là một cái máy copy vậy đó, là phải buộc nhập dữ liệu và khai thông tin vân vân. Thì sau khi mà mình chuyển sang một cái môi trường mới á, thì công ty nước ngoài á, thì cái hệ thống của họ rất là hiện đại, mọi thứ nhập dữ liệu là điều máy móc làm hết. Thì có nghĩa rằng mình vẫn ở vị trí là sales admin, nhưng mà cái công việc của mình nó trở nên khác biệt hơn, rằng mình sẽ là người đưa ra những cái quyết định cho những cái công việc nào mà máy không thể làm được đó. Thì có nghĩa là bạn đã bước trên một bậc cao hơn, đó là bạn quản lý những cái hệ thống, xem xét lại coi hệ thống nó làm đúng hay sai thôi, chứ bạn không còn phải là một cái máy copy nữa. Đó là một sự khác biệt rất là lớn. Và ngoài ra đối với những cái công ty nước ngoài thì hệ thống làm việc của nó thì toàn dùng tiếng Anh hết, nên nó bắt buộc các bạn phải thay đổi và phải học và trau dồi tiếng Anh nhiều hơn. Rồi thứ sáu đó là về bảo mật thông tin. Bảo mật thông tin đó, thì các bạn biết ngày nay thì cái vấn đề mà bảo mật thông tin đó thì phải rất là phổ biến. Thì với vai trò là một nhân viên thì các bạn cũng phải biết những cái chính sách của công ty là như thế nào. Rồi đó là những cái thông tin mà phải đưa ra ngay lúc mà các bạn tham gia phỏng vấn và các bạn ký hợp đồng, thì các bạn cũng phải đọc được những cái điều khoản đó, thì nó phải rõ ràng ha. Về thông tin bảo mật thì mình thấy là công ty nước ngoài thì họ sẽ rất là bảo mật. Đầu tiên các bạn ký hợp đồng lao động thì sẽ kèm theo ký một cái bản là bảo mật thông tin, các bạn phải bảo mật. Rồi tất cả những cái thiết bị mà các bạn mang về hay là gì đó, các bạn đều phải ký giấy tờ hết, đặng chứng minh rằng các bạn đã nhận được thiết bị đó và sẽ có trách nhiệm với những cái thiết bị đó. Còn đối với công ty tư nhân thì họ không có chế độ bảo mật cao cho lắm, nên mình thấy rằng nếu mà để đánh giá về cái chế độ bảo mật của công ty nước ngoài và công ty tư nhân thì mình thấy là công ty nước ngoài họ có chế độ bảo mật tốt hơn. Thì mình đã nói sơ về cái việc khác nhau giữa công ty tư nhân và công ty nước ngoài. Thì các bạn biết rằng đó, sau khi mà môi trường làm việc ở sau quá trình làm việc của ở môi trường là công ty tư nhân và công ty nước ngoài, thì mình rút ra được một điều đó, rằng đối với những bạn mà cần tìm kiếm một cái sự phát triển mới về nói chung là về khả năng chịu đựng, hoặc là về những cái gì đó nó mang tính rằng nền tảng á, thì các bạn nên làm việc ở những công ty tư nhân Việt Nam trước. Rồi sau đó khi mà các bạn có được một cái kiến thức vững chắc á, thì các bạn có thể chuyển sang làm việc ở môi trường nước ngoài để các bạn có thể trải nghiệm. Thì mình cũng khuyên những bạn trẻ rằng ngày nay chúng ta có nhiều cơ hội hơn, và chúng ta đừng ngần ngại để mà phát triển ha. Nếu mà các bạn cảm thấy mình có khả năng nhiều hơn thì các bạn có thể phát triển bản thân mình, có thể thử sức trong một cái môi trường mới. Chúng ta đừng có mà ù lì mà chỉ là ngồi một vị trí nào đó rồi chúng ta sợ phát triển, sợ thay đổi vân vân, thì nó sẽ không tốt cho chúng ta. Và mình sẽ kết thúc video ngày hôm nay ở đây. Mình rất cảm ơn các bạn đã lắng nghe những cái điều mà mình chia sẻ, và mình chúc các bạn có một ngày cuối tuần làm việc thật là vui vẻ. Một cuối tuần thì không còn làm việc nữa. Mình chúc các bạn có một ngày nghỉ thật là vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe kênh Emily của mình.